Hi, xin chào các em nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để học vẽ và tô màu hình của một ngôi nhà các em nha. Chúng ta sẽ cùng nhau để vẽ hình của một ngôi nhà. Chúng ta sẽ vẽ một ngôi nhà đơn giản thôi. Chúng ta sẽ vẽ tiếp phần mái của ngôi nhà này các em nhé. Đó, như vậy em thấy thì về cơ bản chúng ta đã vẽ được hình của ngôi nhà rồi. Chúng ta sẽ cùng trang trí thêm. Ta sẽ vẽ phần cửa sổ này. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ phần cửa chính và sẽ vẽ cửa sổ ở hai bên. Đó, các em thấy chúng ta đã vẽ xong hình của một ngôi nhà rồi nhé. Ở bên trên này là hình của ống khói các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ trang trí thêm một số chi tiết nữa. Ta sẽ vẽ hình của một ông mặt trời. Ta sẽ vẽ thêm điểm vào đó là các đám mây các em nhé. Rồi, như vậy em thấy thì chúng ta đã vừa vẽ xong hình của ngôi nhà rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tô màu các em nhé. Phần mái nhà thì chúng ta sẽ lựa chọn màu nâu để chúng ta tô. Ta sẽ tô hình ông mặt trời có màu cam các em nhé. Ở bên ngoài thì chúng ta sẽ chọn màu vàng để chúng ta tô. Tiếp theo ngôi nhà thì chúng ta sẽ lựa chọn màu vàng các em nhé. Ta sẽ tô màu vàng cho ngôi nhà. Hình các đám mây thì chúng ta sẽ lựa chọn màu xanh dương. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tô phần đường. Chúng ta sẽ tô đường hai bên màu nâu. Tiếp theo ở bên sườn này thì chúng ta sẽ vẽ hình của một
cánh đồng lúa các em nhé. Đó, bên sườn này thì có một cánh đồng lúa màu xanh. Ta sẽ vẽ một cánh đồng lúa ở bên cạnh này. Rồi, như các em thấy thì về cơ bản chúng ta đã vẽ xong một bức tranh gồm có ngôi nhà và cánh đồng lúa, hình của mặt trời, hình của các cây đám mây các em nhé. Đó, các em cùng xem lại bức tranh của chúng ta. Rồi, video đây là hết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các em ở trong các video lần sau.